và năm 1958, bác sĩ Lê Kính đậu tú tài bậc nhất. Năm sau, tức là 1959, thì bác sĩ học ở trường Chu Văn An và đậu tú tài phần thứ hai. Năm 1961, bác sĩ Lê Kính vào đại học y khoa bác sĩ Lê Kính được học với các giáo sư nổi tiếng, giáo sư Phạm Biểu Tâm, giáo sư y khoa, giáo sư thứ nhì tức là giáo sư Ngô Gia Hy, và ra trường lúc bây giờ là Doctor Medicine, bây giờ gọi là bác sĩ. Và sau đấy thì bác sĩ hành nghề tại Bệnh viện Bình Dân như tôi đã nói, về sau là trướng phòng bệnh lý, rồi giảng viên viên trướng thuộc Đại học Y khoa Sài Gòn, tiếp theo là giảng viên chính, rồi phó chủ nhiệm bộ môn chống thương chính hình tại Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh, tiếp theo là cán bộ giảng dạy tại trường Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh. Bác sĩ Lê Kính còn tham gia giảng dạy khoa y trường đại học tại các tỉnh Cần Thơ và Tây Nguyên, và giảng dạy chuyên khoa 1 tại các địa phương tỉnh Đồng Tháp, tỉnh Hậu Giang, tỉnh Phú Khánh. Mà đa số quý vị coi như là bác sĩ ở Phú Yên đều coi như là có thời gian công tác, có thời gian gọi là tham học với coi như là bác sĩ chuyên khoa 2 Lê Kính. Trước mặt chúng tôi là giáo sư tiến sĩ Lê Chí Dũng, người đã, xin thưa là giáo sư tiến sĩ Lê Chí Dũng, người đã gọi là cộng tác 20 năm với coi như là bác sĩ Lê Kính để làm những cái công việc rất nhiều mà sau đây chúng tôi xin nói đến. Tư liệu này cũng là từ cái tư liệu của bác sĩ gọi là giáo sư tiến sĩ bà Lê Chí Dũng, bây giờ đã về hưu, gốc là người Quảng Trị, trường Nguyễn Hoàng Quảng Trị, và giảng dạy chuyên khoa 1 tại các địa phương tỉnh Đồng Tháp, Hậu Giang, Phú Khánh. Bác sĩ là chủ biên tác phẩm Dạy Chương Chi Trên và Phục Hồi Chức Năng những năm 1980. Năm 1975, bác sĩ tham gia ca mổ đầu tiên. Trong ấy là tách rời đôi song sinh dính nhau ở cái siêu cùng với thầy giáo bác sĩ Trần Ngọc Ninh, mà hôm nay khi bác sĩ Kính qua đời thì giáo sư bác sĩ Trần Ngọc Ninh đã gửi cái điện hoa từ ở bên Mỹ trở về với người học trò đầu tiên mà gọi là xuất sắc, mà cộng cù, mà tiêu phong, mà thầm lặng là bác sĩ chuyên khoa 2 Lê Kính. Tiếp theo thì một cái ca mổ lịch sử nhất là tách rời cái đôi song sinh dính nhau Việt Đức, mà năm 1984 tại bệnh viện Từ Dũ, lúc bây giờ là coi như là dư luận rất là có. Và bác sĩ lúc bây giờ đi với cái chức năng di động bây giờ, đấy là cái gọi là cùng với giáo sư bác sĩ gọi là Lê Chí, xin lỗi, bác sĩ Lê Chí Dũng. Tất cả những hoạt động thầm lặng tiên phong của bác sĩ Lê Kính đều được các cái bác sĩ gọi là bộ môn và các cái bác sĩ đồng môn công sinh là coi như được quý trọng. Và năm 2008, lúc này là nhân bác sĩ 70 tuổi theo giấy tờ. Thưa quý vị, bác sĩ là sinh năm 1936, tức là 1936, mà trên giấy tờ là 38. Cho nên là khi trở về với ông bà, khi trở về đúng 80 tuổi, còn một tháng rưỡi nữa thì bác sĩ lên 81. Chúng tôi là đàn em và cùng lứa học và tiêm phong thầm lặng đã được tập thể quý trọng, và năm 2008 được bầu chọn là nhân vật chống thương chính hình, là một cái thành quả, cái huy hiệu mà
trên mạng, trên tất cả và trên những cái bài báo của giáo sư tiến sĩ Lê Chí Dũng đó. Trước nội ngoại cùng mang vàng mặt cá và xin bái lại trước khi bái về khỏi bên nhà. Xin cảm ơn quý học đồng, xin cảm ơn quý bác con, quý bác sĩ đã từ xa về và xin trân trọng cảm ơn với tư cách là một người bạn là các bác sĩ đã đến tặng quà, đã đến thắp hương và tất cả bác con nội ngoại của hai bên và của anh chị kính và của các cháu. Xin chân thành và xin cảm ơn quý vị đã lắng nghe. Có gì sai sót thì xin quý vị niềm tình tha thứ cho một cái người bạn còn lại trong mấy cái người bạn mà hiện giờ trong cái lớp đệ tử đầu tiên gọi là có 7 bạn cùng đậu tú tài tài năm 1959 thì giờ 4 bạn đã ra đi. Là bạn đầu tiên là Nguyễn Đồng Trung, em bác sĩ em của giáo sư Nguyễn Đàm. Người thứ hai là Nguyễn Trung, người thứ ba là Huỳnh Văn Phong và thường người thứ tư là bác sĩ Trương Khoa Hai Lê Kinh. Còn ba người còn lại, Phan Hùng bên Mỹ, Quỳnh Duy Phúc gọi về nói mày cố gắng đưa bác sĩ đến ra tổng cho cuối cùng và một môn sự sáng và còn tôi ở đây bà cáo lỗi xin báo cái cuộc